Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia các khâu của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Cụ thể, ngày 12 tháng 6, tổ chức xét nghiệm cho thanh tra thi, ban vận chuyển, cán bộ coi thi, công an, bảo vệ, phục vụ tại tất cả các điểm thi, ban thư ký, ban làm phách. Ngày 13 tháng 6, xét nghiệm cho thí sinh theo hình thức lấy mẫu gộp 10 người. Riêng cán bộ ban ra đề, in sao đề đã được xét nghiệm vào ngày 6 tháng 6. Tất cả đều có kết quả âm tính.